hài hước cây gậy bơm sang thời COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một đơn vị xăng dầu tại Thừa Thiên Huế đã có sang kiên nối giải dụng cụ bơm xăng dầu, tạo khoảng cách an toàn giữa nhân viên bơm và khách hàng. Khoảng 10 ngày qua, người dân rất bất ngờ, có phần cảm thấy thú vị, hài hước khi đổ xăng tại một cây xăng ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Tại đây, nhân viên cây xăng ngoài trang bị khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, còn cầm một cây bơm xăng dài, đến 2 m đứng từ xa bơm cho khách hàng. Nhờ cây gậy bơm xăng độc đáo này, giữa nhân viên bán xăng và khách mua xăng có khoảng cách an toàn phòng dịch. Qua quan sát, ở phần dụng cụ bơm xăng dầu truyền thống được nối thêm một đoạn ống nhựa dài khoảng 2 mét. Trên ống nhựa có gắn thêm một hộp nhựa để khách bỏ tiền vào. Nhân viên bơm xong sẽ thu cây gậy về và lấy tiền. Nếu có thừa tiền thì nhân viên bỏ tiền thừa vào lon nhựa và đẩy cây gậy ra cho khách lấy tiền, tránh tiếp xúc trực tiếp. Trao đổi với phóng viên, đại diện trạm xăng cho biết, gần nửa tháng trước, dòng người đổ về quê từ miền Nam rất lớn, nguy cơ dịch bệnh cao, nên một số nhân viên bơm xăng đã có sáng kiến nối ống bơm dài ra, giữ khoảng cách an toàn. Từ đề xuất nhân viên ở cây xăng, trạm xăng đã mời thợ cơ khí về và lắp một ống nhựa vào dụng cụ bơm xăng dài 1,7 mét. Đầu kỳ ống nhựa được nối với một đoạn nhựa bẻ khúc để đưa gậy bơm xăng vào bình xăng xe dễ dàng. Anh em chúng tôi hay gọi vui đây là cây gậy bơm xăng phòng dịch bệnh COVID. Việc này tuy hơi cồng kềnh nhưng an toàn. Nhiều người dân bật cười khi được bơm xăng cách lạ lùng như thế này. Tuy nhiên, điều này góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng chống dịch COVID-19. Đại diện trạm xăng chia sẻ, một nhân viên cây xăng chia sẻ, nếu bơm xăng cho khách bình thường như trước đây thì nhân viên rất ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nên đã nghĩ ra cây gậy bơm xăng có thể tạo thêm khoảng cách an toàn giữa nhân viên và khách. Qua thực tế, khách cũng chia sẻ cảm thấy ý thức hơn trong việc phòng chống dịch trước hình ảnh cây gậy bơm xăng thú vị thời COVID-19. Đại Dương